Vâng, em xin chào các bác. Đấy. Em tiếp tục nên thêm cho các bác ở đây là một cặp tép rời để về chúng ta một là có thể đấu rời bên ngoài làm tép rời, đấu với phân tần rời bên ngoài làm tép rời, hoặc là mình ghép vào trong thùng loa để mình thay thế cho các loa tép hỏng hoặc là mình chế loa nhé. Đấy. Cái loa này em không phải 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 giới thiệu nhiều đâu đúng không ạ? Bởi vì là cái này là em đã quay rất là nhiều rồi và các bác cũng mua rất là nhiều rồi. Đấy. Thì hôm nay em chỉ tập trung vào quay tình trạng cũng như là các cái kích thước của nó như thế nào để cho các bác nắm rõ được thôi. Còn cái phần on cue này thì bác nào mà chưa tìm hiểu thì tìm hiểu đi nhá. Còn đâu em không giới thiệu nhiều ở đây nữa vì con này nó đã quá nổi tiếng rồi. Đây là một cái cặp loa tép dom từ kép của on cue. Con này mã là con TV-3173, công suất 25W trở kháng 5,5 ohm. Khi nó song song vào nữa thì nó sẽ nên ôm nhá. Khi các bác đấu vào đây thì khi các bác đấu thêm song song vào thì với cả các cái bát của các bác cộng thêm với các cái phân tần phân teo thì nó sẽ không phải là 5,5 ohm nữa mà có thể lên 6 ohm hoặc là 8 ohm gì đấy. Thì cái đó các bác tự tính toán và các bác tự thiết kế nhá, tự chế nhá. Được chưa? Đây. Để nói về tình trạng như hình. Nhìn chung nó còn rất là đẹp. Còn cái việc mà thi thoảng cái bếp tép nó hơi bị nhăn nhăn một tí thì nó không tránh được đâu nhá. Đây để hàng bãi mà. Cái tép này nó cái nón tép này nó phồng hẳn lên như này. Thì trong quá trình vận chuyển về nhiều khi người ta tay chân hay bị động chạm vào một tí thì nó hơi nhăn một tí thì không tránh được nhá. Đấy, hàng bãi mà. TV kép 3173. Đây hai con đây. Nhá. Bác nào thích đẹp nữa thì về lấy cái băng dính gì thêm nhá. Gì đó thêm giật kéo ra thêm nhá. Những bọn này thì là dòng tép dom từ kép nó rất là to luôn này. Gần như là on cue là cái bọn này là nó sản xuất gọi là từ lớn nhất của trong các cái dòng loa luôn này. Con này từ của nó nhá, này từ 6 này, từ 6 được chưa, đường viền bên ngoài của nó là 9,5 này, đường chéo ốc cho một số bác cần là 9 cm, 8,5 cm thì đúng hơn, 8,5 cm. Đấy thì cái này em đo từ chéo ốc cho bác nào kiểu như dạng là nó có sẵn lỗ ốc rồi thì mình mới phải dùng cái đấy thôi. Còn nếu như mà thùng thiếc mà mình mới chỉ gọi là khoét lỗ thôi mà chưa có bắt ốc ấy thì đơn giản thôi, ốp cái này vào phát xong rồi lấy ốc bắt vào là nó sẽ thành lỗ ốc thôi đúng không, đơn giản nhé. Đó. Còn bác nào bắt rời bên ngoài thì là mình đấu thêm với cả phân tần với thêm tụ cản là nó sẽ đến được thôi. Đó thì nó sẽ thành cái tép rời bên ngoài thôi. Còn bác nào thích nữa thì là mua thêm cả vỏ tép nếu cần nhé. Vỏ tép ở trên mạng là bán đầy ra, các bác về mua về mà dùng nhé, có mấy trăm thôi. Đấy nha, thì nếu như bác nào cần tép rời, còn kể cả cái tép này nó không có vỏ mình dùng làm tép rời vẫn được nhé. Đấy. Đấy, tép là TV kép 3173 đấy. Đấy. Thì cặp tép này thì giá của nó là đi 390.000 thôi. Nếu bác nào đang có nhu cầu mua thì liên hệ sớm cho bên em nhé. 390.000 đồng đổi tép này thôi, rất là rẻ nhé. Đấy, tức là chỉ có 200 một chiếc tép này. Đấy. Mà các bác thử tính mà xem nếu như bây giờ các cái tép của các bác nó hỏng, các bác đi cuốn lại nó hết tầm đấy hay chưa đấy, nhá. Và sẽ có những bác hỏi là con này còn nguyên zin nguyên bản hay không nọ kia, em cũng sẽ trả lời luôn tất cả. Thì cái tép này là em test nó sống em mới đưa lên đây, còn nếu như nó chết em vứt quách nó đi luôn hoặc là em bán thanh lý luôn, chứ em không có sửa chữa mấy cái tép này làm gì cả nhá. Bởi vì sao? Bởi vì những cái tép này đấy như em đã nói rồi, để mang đi sửa nó hết khoảng 200.000 rồi, em bán cái này em gọi là lấy hộ các bác, em lấy hộ các bác thôi, em lấy hộ các bác thôi, chứ em thì em không ham gì cái này, bán gọi là lấy hộ các bác rồi, có 200.000 một cái đấy. Mà bây giờ nó hỏng lại sửa đi 200.000 thôi, em ném quách đi cho xong tự nhiên đi nỗ làm gì, bán nỗ làm gì đúng không? Đấy nhá, em nói thế cho nó dễ hiểu. Đấy. Đấy. 200 một chiếc tép này, tức là 400 rồi bán là 390 một đôi. Đấy. Thì bác nào có nhu cầu mua thì nên đi lại sớm nhá. Đấy. Có một đôi này thôi, bác nào mua thì là báo trước thì chốt hàng thì là chuyển khoản cho bên em thì bên em chuyển hàng cho. 390.000. Vâng, em xin chào các bác. Vâng.